Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Minh Hiệp Vlog nhé. Mình là Hiệp. Hôm nay như tiêu đề thì các bạn có thể thấy là mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho các anh chị em và các bạn chạy cái cách chạy xe quần tây nào mà nó nhanh chóng và đơn giản nhất ha. Chỉ trong vòng 5 phút là chúng ta có thể bắt đầu tập chạy được rồi ha. Nhanh chóng. Rồi, thì cái việc đầu tiên khi chúng ta chạy xe quân tây á, thì chúng ta nên tìm những cái cung đường nào nó vắng và nó thoáng, giống như là mình đang ở trong công viên phần mềm quận 12 ha. Cái trong đây rất là thích hợp để cho các anh chị em nào mới tập chạy quân tây vô đây tập ha. Rồi, xe quân tây thì nó sẽ có thường từ 5 cho tới 6 số. Đối với tùy dòng xe khác nhau, ví dụ như Exciter thì 5 số, còn đối với Winner của mình thì nó có 6 số. Thì 6 số ở đây là một số tiến và 5 số lùi. Tức là khi chúng ta muốn vào số 1 thì chúng ta phải đạp về phía trước. Và khi chúng ta muốn vào số 2, 3, 4, 5, 6 thì chúng ta phải móc ngược những số về phía sau. Số 0 tức là số mo thì nó sẽ nằm ở giữa số 1 và số 2. Tức là khi chúng ta muốn về 0 á, thì ở số 1 chúng ta sẽ móc lên một nửa. Và ở số 2 chúng ta sẽ đạp xuống một nửa. Đó. Rồi, trước khi chúng ta bắt đầu chạy á, thì chúng ta nên kiểm tra trước là xe có hoạt động bình thường không, tức là những cái về đèn, còi, rồi thắng, đó, lốp xe, mọi thứ nó có hoạt động ổn định không để đảm bảo vấn đề an toàn ha. Rồi, một điều nữa, trước khi chúng ta để nổ máy á, chúng ta nên đảm bảo là xe nó đang ở số 0. Đó, giống như trong trường hợp này nè, đó là xe nó phải số 0. Và khi chúng ta đang chạy xe về nhà, chúng ta dừng lại, chúng ta tắt máy thì chúng ta cũng nên chuyển về số 0 ha. Này, để đảm bảo an toàn thôi. Rồi, trước khi chúng ta để máy á, trước khi chúng ta để nổ thì mình khuyên là chúng ta nên bóp côn ha, để đảm bảo an toàn thôi. Nhiều khi nó còn kẹt số, nó báo không nhưng mà nó có khi nó vẫn kẹt số 1 trong đó, mình không biết được. Rồi, trước khi để mổ, chân để thẳng trên thắng, chưa cần phải để lên trên cái cần số làm gì, chúng ta để thắng, để lỡ có gì chúng ta có thể thắng lại được. Đó, thầy cũng tại bên này cũng vậy luôn. Rồi, chúng ta bắt đầu để nổ ha. Rồi, sau khi để nổ xong đúng không, chúng ta bỏ chân này xuống, chúng ta chuyển cái chân còn lại lên trên cái cần số. Trước khi chúng ta tập chạy, trước khi chúng ta vào số thì các bạn nhớ một cái điều, khi mà người ta chạy xe quân tây người ta thường nói là côn ra thì ga vào. Tức là sao? Tức là khi chúng ta nhả nhả côn ra, tức là chúng ta chuẩn bị đóng bộ ly hợp lại á, thì các bạn sẽ ga nhẹ để cho nó không bị tắt máy ha, thì xe nó bắt đầu nó chạy. Nhưng đối với người mới như mình á, và những cái xe quân tây hiện tại mới bây giờ á, thì chúng ta chưa cần ga cũng được. Mình nói ở số 1 nha, chúng ta không cần ga, xe vẫn sẽ chạy được bình thường. Rồi, thì chúng ta người mới thì chúng ta tập với cái vấn đề là quen với cái côn trước nè. Đó, cho nên hiện tại thì đừng để ý tới tay ga ha. Các bạn cầm ga vậy thôi chứ không có ga gì hết nha, chỉ giữ vậy thôi để đảm bảo mình bóp thắng thôi. Rồi, ở số 0, bây giờ chúng ta lên số 1 bằng cách đạp về phía trước. Đó, bạn thấy số 1 nó hiện rồi, rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhả cái côn tay nè, mà nhả rất từ từ nha, từng chút một ha. Từng chút một đây. Từng chút nữa nha. Đó, và khi các bạn đã tới một mức nhất định rồi đó là xe nó sẽ bắt đầu nó trôi đi. Đó, chúng ta cứ để chống chân vậy nè, chúng ta để chân như thế này nè, chúng ta đi từ từ. Đó, mình thả ra, thả tới cái ngưỡng đó rồi. Khi xe nó bắt đầu nó có chớn nó chạy á, các bạn cứ để nguyên vậy luôn rồi thả luôn côn ra luôn cũng được. Đó. Thấy không? Các bạn thả luôn côn này không có vấn đề gì, khỏi cần ga luôn. Rồi, các bạn quen vậy. Rồi, chúng ta lại bóp côn lại. Ta dừng lại. Rồi chúng ta lại tiếp tục tập thả ra giống như vậy, cũng lại thả ra nhẹ nhàng cho tới khi tre nó trôi. Đó. Rồi, chứ khi nó trôi nó có chớn rồi, nó mình thả nó hết. Và bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy, chưa cần ga gì hết nha, cứ lặp đi lặp lại như thế vậy cho tới khi nào mà các bạn rất là quen với cái việc mà thả ra cái côn tới mức đó để sẽ chạy, để cho xe nó trôi là được. Đó, ban đầu mình chỉ cần tập vậy thôi, chưa cần tập làm quen cái chuyện mà nhồi ga hay gì hết á. Rồi chúng ta lại dừng lại, bóp côn dừng lại, rồi lại tiếp tục thả côn, thả nhẹ đó cho xe trôi. Đó, mình cứ tập như vậy thật là nhiều lần ha, tập cho tới khi nào quen luôn cái ngưỡng là thả tới đây là mình biết là côn nó sẽ bắt đầu nó bắt nè, là xe nó chạy. Đó, xe chạy không cần ga gì hết. Đó, không cần ga. Đó, các bạn cứ dừng xe rồi lại tập thả côn giống như vậy. Rồi, để mình hoành lại. Rồi, bây giờ khi mà cũng các bạn đã tập cái kiểu như vậy nhiều rồi ha, biết nhả côn ra cho xe nó trôi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái bước là chúng ta thêm ga vô. Đó. Thì khi mà xe nó đã bắt đầu trôi và chúng ta có thể thả côn hết cỡ là ở cái ngưỡng đó, là các bạn có thể ga là xe nó sẽ chạy bình thường không bị tắt máy nữa. Đó, ví dụ như mình đó, xe bắt đầu trôi đúng không? Đó, ngay cái cưỡng mà côn sắp bắt nè, đó chúng ta bắt đầu nhích ga nhẹ và thả côn hết.
là như vậy là chúng ta đang ở số 1 này đó. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, bây giờ ở số 1, chúng ta lại tiếp tục lên số 2, lên bằng cách nào? Thì đầu tiên là tay đang ga nè đúng không? Ga rất nhẹ thôi nha, không có cần ga mạnh nha. Là thả ga ra. Bóp cùng. Móc chân, móc số, móc ngược lại để lên số 2. Rồi, chúng ta lại thả côn từ từ giống này tới gần ngưỡng bắt côn. Thì chúng ta bắt đầu ga nhẹ lên. Đó, tức là bạn đang đó, bây giờ bạn đang ở số 2 rồi đó. Đơn giản không? Rồi. À, bây giờ mình quay lại, mình làm lại từ số 1 cho các bạn một lần nữa ha. Rồi. Ở số 1, chúng ta lại bắt đầu làm lại những cái bước đó. Thả ga nhẹ ra, à, thả côn ra nhẹ, tới gần ngưỡng bắt côn thì bắt đầu ga. Đó là xe sẽ chạy. Rồi. Khi xe nó chạy nó có chớn rồi ha. Nó ở khoảng số 1 nó ở khoảng 11 mấy cây á, là xe bắt đầu mình cảm thấy nó gì nó nặng á. Tức là xe nó đã tới tối đa cái vòng quay rồi, nó không có quay nổi nữa thì chúng ta bắt buộc phải lên số. Rồi, thả ga, bóp côn lên số. Rồi, thả ga ra nhẹ nhàng. Đó là chúng ta lại đi. Cũng vậy luôn, tiếp tục. Bây giờ mình lên số 3 luôn ha. Nhả ga nè, bóp côn, móc cần số. Đó, lên số 3 rồi, chúng ta nhả côn ra từ từ. Rồi, nhích ga lên. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, số 4 cũng vậy luôn. Lại nhả ga nhẹ nhàng, bóp côn, móc số, thả côn ra, châm ga lên. Có phải đơn giản không? Rồi. Rồi, bây giờ mình... chỉ các bạn cái cách xuống số lại ha. Xuống số thì nó ngược lại với cái việc mà khi chúng ta lên số thôi. Xuống số thì thay vì chúng ta móc lên thì chúng ta đạp xuống. Ví dụ ha, mình ở số 1 rồi, bắt đầu đề 3 chạy. Lên số 2. Lên số 3. Lên số 4. Rồi bây giờ xuống số 3 thì sao? Cũng vậy luôn. Giống như mình lên số vậy đó, thả ga trước, bóp côn, nhưng mà mình lại đạp xuống chứ không phải móc lên. Đó, bạn muốn xuống mấy số thì bạn đạp mấy lần, rồi bạn thả côn ra, rồi lại bắt đầu. Đó, bạn thấy không? Chạy xe côn tay nó cũng rất là đơn giản, không có hề phức tạp chút nào hết á. Các bạn cứ tập quen cái bước mà chúng ta nhả côn và lên ga, nhả côn và lên ga cứ đều cái bước đó. Bạn tập khi nào bạn quen cái đó thì xe chạy rất là thoải mái và chúng ta không có lo bị tắt máy ha. Rồi, một cái lưu ý khi mà các bạn chạy á, con tay á, khi mà các bạn bóp côn nhả côn á thì các bạn nhớ là côn á bóp dứt khoát, thả từ từ. Đó là đối với người mới mình nha. Bóp dứt khoát, thả từ từ, bóp dứt khoát, thả từ từ, tức là bóp dứt khoát, bóp hết. Thả thì chậm rãi, rồi lên thì ga đều theo cái khoảng mình thả. Đó. Bóp thật dứt khoát, thả từ từ. Và một cái nữa, thả là phải thả hết, tức là chúng ta thả côn là thả sạch, thả luôn, không có khi mà côn nó bắt rồi chúng ta thả rồi chúng ta cứ ga chúng ta chạy thôi, chứ các bạn không bao giờ là khi chúng ta chạy mà chúng ta rê côn, tức là các bạn thả không hết, tức là bạn thả mà tới lúc mà bạn thấy nó hơi bắt bắt đầu bạn ga rồi bạn chạy, các bạn để luôn vậy á. Thứ nhất là mình mỏi tay ha. Thứ hai là cái bộ côn của bạn sẽ rất là màu cháy ha. Chúng ta thả là thả hết. Mình hy vọng là các bạn đã thấy thấy bổ ích và cảm thấy hay khi mà các bạn xem cái clip này ha. Mình hy vọng là tất cả các bạn sau khi coi xong thì đều có thể chạy bắt đầu chạy xe côn tay được một cách nhanh chóng và đơn giản nhất ha. Thì mình xin kết thúc clip ở đây thôi. Xin các bạn nếu mà cảm thấy bổ ích, thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình nhé. Mình là Hiệp. Hẹn gặp lại các bạn ở clip những clip lần sau ha. Tạm biệt.